Rồi, xin chào các bác yêu âm thanh trên toàn quốc. Thì hôm nay sau em Mạnh Thời Video lại gặp lại các bác và chúc các bác sức khỏe, một ngày đầu tuần làm việc hiệu quả. Hôm nay thì bên em giới thiệu các bác một thiết bị âm thanh như sau. Và xin mời các bác. Rồi, phía trước các bác là bên em về hai chiếc vang X12 Plus và vâng, đây là dòng mới mà mới 100% các bác nhé. Em mới về hàng mới dùng cho nó X12 Plus, bản này bản nội địa của công ty Yakai Electronics. Mã của nó là ZC580+. Vâng. Dòng này là hai Quantini DSP, tức là dòng DSP chất lượng cao karaoke. Vâng, đây là phía trước. Đặc trưng của dòng X và dòng vang X cho cái tiếng chất âm sạch trong. Vâng. Echo dì vật mượt mà chuyên nghiệp. Và đây là hộp của sản phẩm, chung là cũng khá đơn giản. Và đây, kích thước và made in China ZC580+ version 1.0, xuất xưởng là 29 tháng 2 2020, điện áp là 220V. Và giờ ok các bạn, đây là remote theo, tức là cái tay khiển theo máy. Và toàn chữ tiếng Trung các bác nhé. Thì nó cũng bao gồm các cái nút nó gọi mốt này, tăng giảm tông này, rồi to nhỏ âm lượng đây như thế này. Và đỏ và tắt nguồn. Đi kèm là một sợi dây cáp USB để kết nối máy tính, điều khiển và cài đặt trên máy vi tính các bác nhé. Đây là đĩa phần mềm, đĩa phần mềm của nhà máy xuất xưởng đi theo máy, và một thẻ bảo hành của công ty và một sổ hướng dẫn sử dụng, các phím chức năng giới thiệu. À, bên trong là có các cái hướng sử dụng, hướng dẫn sử dụng bằng hình ảnh và bằng các cái ký tự ngôn ngữ tiếng Trung các bác nhé, bản nội địa. Vâng, toàn tiếng Trung là chính ạ. Vâng, đầy đủ, cũng nói chung là cũng khá đầy đủ. Đó. Ví dụ như chỉnh music thì sẽ cách chỉnh như là lên xuống. À, điều chỉnh các cái tham số. À, cái này thì sẽ nói ở một cái chỗ khác, clip khác rồi. Đây là mặt trước có 4 phím màu đen M1 đến M4, tức là chúng ta sẽ là tương ứng với 4 cái mode nhớ. Các bác cài đặt, ví dụ hôm nay các bác karaoke nhiều echo thì các bác nhớ vào mode 1. Các bác cài một cái gì vợt và mốt 2, xong rồi hôm sau các bác hát hoặc là bác trải nghiệm sang mốt 2. Đó. Nó tạo cho cái sự tiện lợi, gọi mốt nhanh chóng. Rồi. Đây là up and down, tức là nút lên nút xuống, mà cái con trỏ control là núm điều chỉnh các cái tham số tăng giảm. Đây là ba núm effect, độ lớn của effect, độ lớn của tín hiệu mic và độ lớn của tín hiệu nhạc. Và đây là các cái núm tinh chỉnh để vào các cái chương trình. Đặc biệt con này có hai group, hai nhóm mic, tức là hai đường mic vào nó riêng biệt, nó chỉnh equalizer riêng biệt. Ví dụ như nhà bác nào thì hát hay hát giọng nam thì các bác cài đặt cái equal của giọng nam thì vào cái mic A. Còn một cái mic nữa các bác, ví dụ hoặc một giọng nữ, các bác có thể chỉnh equalizer cho nó phù hợp với cái giọng nữ sang cái mic B, thì nó làm cho nó tiện lợi khi chúng ta hát
sẽ chuyên nghiệp hơn, hay hơn, hát song ca. Bên dưới là cái cổng USB hình thang vuông để các bác kết nối trực tiếp bằng cái cáp màu xanh này. Đấy, vào máy vi tính các bác nhé, để cài đặt hiệu chỉnh qua phần mềm máy vi tính. Cái lợi của chúng ta rồi sử dụng máy vi tính nó sẽ trực quan hơn, nó dễ hơn, và khi các bác quen ở trên máy tính rồi thì các bác chỉnh ở trên những cái phím này rất là dễ dàng. Còn nếu ban đầu không có máy vi tính thì chúng ta học ở trên những này thì nó sẽ hơi bị động, hơi khó tìm hiểu một chút, tức là đối với những người mà chưa tiếp xúc với vang số. Còn khi chúng ta đã tiếp xúc vang số quen rồi thì chỉnh thế này thì cũng là full luôn các bác nhé. Rồi, kế bên là cái ngõ wifi. Thì sản phẩm này cung cấp chúng ta một cái giải pháp kết nối không dây với máy vi tính. Thay vì anh em thợ đi có thể sắm một cái module wifi cắm vào đây thì kết nối với laptop, bật wifi lên cùng mạng wifi, thì khi đó là chúng ta điều chỉnh trong máy vi tính lên cái con này, là không cần phải cái cáp USB mang theo này nữa, mà chỉ cần cái cạc wifi là được để kết nối để cân chỉnh. Rồi, em sẽ xoay phía sau. Rồi, đây là phía sau của chiếc vang các bác nhé. Rồi, như đã nói là có hai đường mic vào, audio input mic 1, mic 2 đấy, độc lập các bác nhé. Đây là tín hiệu gain. Thường thì các bác cứ căn chỉnh để 12 giờ cho em. Cái nút gain này thường thường để 12 giờ đấy nhé. Còn đây là các cái cổng đầu ra để chúng ta kết nối xuống đẩy công suất. Đây là cổng main, tức là cổng chính nha các bác. Phải trái đấy, chính. Đây cổng center, các bác có thể thu âm này, hoặc là các bác đưa ra một cái loa center, hoặc là tai nghe gì đó kiểm tra. Còn đây cổng sắp nhé, các bác đưa xuống để đánh sắp này, sắp hơi nhé, hoặc là đưa xuống xúc điện. Còn surround, các bác có thể cài đặt con này làm FSR ấy, để tách ra những cái cổng surround này, là ví dụ chế độ echo, chế độ revert. Sau đó chúng ta đưa lên bàn mixer chúng ta hòa. Đấy là đối với anh em đi sự kiện đánh show. Còn nếu chúng ta set này ở nhà phòng hát chúng ta, ví dụ đánh đẩy 4 kênh thì có một cặp loa đánh vào main, một cặp loa đánh vào surround cũng được các bác nhé. Đó. Rồi, kế bên đây là đường tín hiệu input. Input bằng hoa sen, được mạ đồng hay là vàng thì nó rất là chuyên nghiệp và rất là đẹp, đảm bảo chất lượng rất là tốt, nhìn chất lượng tốt. Và cũng như cổng mic này cũng được mạ với chất lượng mạ gia công rất là cao các bác nhé. Đây là sure center, center out. Đấy, cái cổng này thì nó tương ứng với này, cái cổng này. Đấy, tức là nó có hai hình thức kết nối Canon và hoa sen, cổng surround. Trên là surround, còn dưới là center các bác ạ. Đây, dưới là center. Trên là sure. Molo. Đấy, center này thì tương ứng với thằng center này. Đấy, tức là hai chuẩn kết nối. Rồi, đây là optical. Con này tích hợp mà cái giải mã quang học input. Các bác có thể smart TV, các bác có cổng quang, các bác cắm vào đây để giải mã, để lấy tín hiệu quang học vào con vang. Tín hiệu quang học thì nó sẽ nhanh tốt hơn. Còn đây là chỗ cắm điện 10A 250V các bạn, và chỗ tiếp mang gia công rất là tốt. Rồi, sau đây thì em mở vít cho các bác chiêm ngưỡng bên trong nội thất em nó. Vâng, em đã mở nắp ra. Thì bên trái là khu nguồn. Trong đây thì nó có hai cái nguồn, một cái nguồn tăng cô xuyến và một cái nguồn biến áp vuông. Đây là những cái cánh tản nhiệt và được gia công màu nhôm vàng rất là đẹp, ngay ngắn. Nổi bật là rất nhiều cái tụ màu vàng, trông nó rất là sáng, sành điệu, đảm bảo chất lượng. Đây là quạt gió và bo phía trước có cái vi xử lý, trung tâm của cái bo hiển thị.
Vâng, các cái tụ nhỏ đều là tụ nhôm hết các bạn. Vâng, nhìn rất là rõ sắc nét nhé. Vâng, nó xịn sò. Chất lượng gia công rất là cao, nó cho cái âm thanh hay. Và để em quay về phía trước. Vâng, đây là bo DSP chính các bác nhé. Đây, nó xài, nó sử dụng chip DSP Analog Device 21489 là dòng vi xử lý đời cao. Này thì hãng này nó của Mỹ rồi. Ok, con này là con WinWatt. Đây là bo DSP có ngày tháng sản xuất các bác nhé. Version 1.0 ngày 11 tháng 5 2019. Xuất xưởng này. Đặc biệt là những cái con diode cầu được hàn những cái chân dài hơn so với những phiên bản cũ. À, phiên bản cũ thì nó hay bị cái con này. Có lẽ là nhà sản xuất họ cũng đã fix cái lỗi cao lên cho nó tỏa nhiệt nó nhanh hơn. Trước thì nó sát cái bo chính, nó tỏa nhiệt nó sẽ kém hơn. Con diode cầu các bác. Rồi, cái tụ đen này thì em có thấy như là nó là có cái chữ Sanwa. Tụ vàng thì không có ghi hãng gì. Đây là hai con IC JRC đảm trách hai cổng đầu vào của mic để cho nó riêng biệt. Và đặc biệt ấy, thì các bác quan tâm cái con giải mã, cái sản phẩm nó cho cái giải mã PCM 1794 và đây nữa. Em quay bằng điện thoại nên là cái sự lấy nét của nó cũng không được tốt như là máy quay chuyên nghiệp. Đây nó sẽ là cái con cũng là PCM. Một bảy tám chín các bạn. Và như vậy nó sẽ có hai con giống nhau. Con này con 1794. Và con này nữa thì nó cũng có ký tự đấy, nhưng mà em thôi bỏ qua không có đọc đấy. Đọc hết nhiều lắm. Đây là khối nguồn vi xử lý và các cái đường âm thanh. Vâng, sản phẩm bên em thì bảo hành con này mới bảo hành 1 năm các bác nhé, với giá là 3,8 triệu. Với giá 3,8 triệu các bác nhé. Rất đẹp. Vâng. Nào em sẽ làm một cái clip hát test với lại sản phẩm này. Rồi. Đây là địa chỉ shop em, Bình Chuẩn 67, Bình Chuẩn Thuận An, Bình Dương. Bên em có giao hàng toàn quốc các bác nhé. Có ship code và số điện thoại 0915005386. Bác nào có nhu cầu thì cần tư vấn nhu cầu về đồ âm thanh ủng hộ shop em thì liên hệ với số điện thoại. Xin hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bác.